Hello mọi người, hôm nay thì mình lại ra sân tennis, tập thể dục, giữ gìn sức khỏe. Đi chung với con bé trợ lý, đi xếp hàng cho bà cô dạy tennis luôn. Vô tặng cho cô dạy tennis. Mình có sản phẩm mới mà, sản phẩm tốt mà mình phải tặng chứ, đúng không? Chào anh. Dạ. Đây nè, tặng chị nè. Chị đó. Nhớ về ra thử nha. Đó, rồi hiểu rồi. Ok, vậy ủng hộ nha. Sản phẩm của C13 Beauty đó, sản phẩm của bên Thu Trang làm đó. Đây, ủng hộ. Hèn chi nhìn thấy con quá đúng không? Ngay hệ luôn hả? Ngay hệ luôn hả? Không chạy đi đâu được luôn. Ủa? Trước khi mình tập thể thao mình phải xịt kem chống nắng mọi người ạ. À. Nãy ở nhà là quên. Em có đem kem nữa. Trời ơi. Em hỏi giống như là mình không có chủ đích, mình không có dàn dựng như không, đó trời. Không hề có chủ đích, không hề có dàn dựng. Có dàn dựng, có dàn dựng. Quên thiệt. Đây. Đây là kem chống nắng C13. Đó, cái này là gì, quảng cáo chứ gì nữa. Đúng rồi, này quảng cáo ai nói gì đâu. Thì bây giờ mình trước thì mình phải quảng cáo thôi. Nhưng mà giờ em có cái kiến trên cầm kiến rồi. Cái người mà sức pro là người ta không cần kiến. Tranh thủ để em lên. Anh vô trước em xích kem xong rồi em vô. Trời đó, trời nhìn kìa. Trời ơi trời. Đó, trời ơi trời. Khởi động mình thấy ngồi rồi ha. Đầu tiên là mình xúc kem chống nắng. Mình chơi thể thao mình phải chống nắng nha mọi người. À có cái miếng nha. Mình lấy một lượng vừa phải thôi, trước cha mua rồi. Rồi thấy không, cái cuộc đời chơi thể thao nó gian chung quá mọi người à. Mình chiếc kem chống nắng mình phải vỗ nhẹ nhẹ nha cả nhà. Vỗ nhẹ nhẹ chứ mình đừng có chì chiết cái da mình quá. Cái mặt mình chứ không phải mặt bàn nha cả nhà nha. Đó, nó khánh vô. À dạ. Sao con gì nó bao nhiêu cái chị ơi? Cái kem chống nắng này vừa dưỡng da mà vừa chống nắng mà vừa nâng tông, nó làm cho da mình nâng lên một tông, nó trắng lên một chút xíu. Nó làm da mình ẩm ẩm á, dưỡng da cho nó làm da mình ẩm ẩm, mướt mướt. Bóng bóng luôn nè, mọi người thấy da bóng bóng luôn không? Bóng không? Nhìn vậy chị bóng không? Trắng căng luôn á. Trắng căng luôn ha. Ok. Tại mặt không có trang điểm nha mọi người, đang mặt mộc á. Có sử dụng áp không vậy? Không. Không có áp không hơn. Nhưng mà ok đúng không? Nhìn da ok đúng không? Đó, ok. Rồi, bây giờ mình xức kem chống nắng xong rồi mình chơi thể thao thôi. Later. Quá chuyên nghiệp luôn. Cũng thua à. Cái tay đít này nha, nếu ngủ đầy đủ quýnh mới nổi. Bữa nào thử thiếu ngủ quýnh chân liền. Thấy cái bánh cà lơ, thấy cái bánh bài gì. Thank you.
Ok, ba ha. Mọi người thấy không? Mình sẽ kem chống nắng thì ba beauty vô mình đánh thế cũng hay hơn. Thấy không mọi người, nãy giờ vận động nhưng mà kem nó vẫn bám, nó không bị chảy ra trắng 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 nha mọi người nha. Đó, nó thấm vào da. Bây giờ nó phải đánh, phải vận động cho nhiều để ra mồ hôi. Mà hết nắng rồi phải, chắc em cởi nắng rồi nha. Ừ, hết nắng rồi chắc em cởi đồ luôn quá. Quýnh không ra. Có bị gì ấy không? Không hề đúng không? Không hề lộ dấu con kem nha, nãy giờ mồ hôi đổ quá trời đổ nha mọi người. Nhưng mà không hề có bệt gì hết nha. Tốt quá, kem này tốt quá. Trời, kem này mà người ta không mua, người ta là xài chống nắng nữa là uổng lắm. Kem mọi người thấy không? Trang đi đánh tennis chơi thể thao mồ hôi đổ rất là nhiều. Nãy mà giờ luôn á mọi người. Trước khi đánh thì mình có sức kem chống nắng của CP3 Beauty. Thì đánh xong nãy giờ chắc hơn cả tiếng ha? Tiếng không? Tiếng. Gần tiếng. Mồ hôi ra mà lum lao không mồ bị. Mồ hôi ướt hết áo rồi, mới lau mồ hôi rồi nhưng mà nó không có bị kem, nó không có bị gọi là gì ta? Bị bệt á. Bị bệt, nó bị trắng trắng thôi, giống như mấy kem khác á. Nó ra nước, nó ra trắng trắng trắng, còn này không có nha mọi người. Vẫn rất là mịn màng nhưng mà da mặt hơi đỏ thôi, tại mệt á, chạy nãy giờ đổ mồ hôi mệt quá.